Kênh Chợ Gạo vào buổi chiều nay thì xà lan chạy cũng khá là đông vì giờ là con nước lớn, xà lan chạy đông. Mình quay lên trong khán giả thì những chiếc xà lan đẹp chạy trên mặt nước, chạy về hướng miền Tây, chạy về các tỉnh thành, bến thành phố, là chạy về Bến Tre, chạy hai chiều luôn. Có chiếc xà lan của Tiền Giang, xà lan cát rất là đầy luôn các bạn. Trong kênh Chợ Gạo là xà lan chạy về hai chiều, rất là đông luôn khán giả, chiều các bạn rất là vui. Đây có chiếc xà lan cát này, rất là to luôn, chạy về hướng Long An. Xà lan đối diện gặp nhau các bạn, chiếc chạy về hướng miền Tây, một chiếc chạy về hướng Long An. Nhìn rất là đẹp luôn. Chiếc xà lan này chạy chở hàng thùng, chạy thiệt là nhanh luôn. Xà lan cát này chở cát rất là to luôn mà chạy chậm khán giả anh chị. Bình tựa vào mé bờ kè rất là đẹp nha khán giả chị bạn. Thank you.
chiếc ghe sắt chở hàng khô. Chạy về hướng miền Tây. Ghe là chở bún dừa như này. Trên bờ kè có dòng kênh chợ gạo trên bờ kè của dòng kênh chợ gạo rất là đẹp nha khán giả, những cây cỏ xanh tươi rất là đẹp. Kè của dòng kênh chợ gạo cũng có xe chạy như thế này. Video tới đây xin kết thúc. Cảm ơn khán giả, anh chị và các bạn đã xem hết video của Vui Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.